Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Rồi, dư luận bên Mỹ nếu lỡ làm chuyện có tội thì bị xử về Việt Nam đi tù hay bị đi tù bên Mỹ? Đi tù bên Mỹ xong rồi mới đuổi Việt Nam. Ok, đi tù bên Mỹ mới đuổi Việt Nam. Well, như vậy nè, nếu mà mình làm cái chuyện nhẹ thôi, làm như ăn cắp một cái món vật gì nhỏ xíu hay gì đó thì có thể bị đuổi Việt Nam, không cần đi vô tù gì hết á. Còn nếu mình ăn cắp nhiều, mình tổ chức một cái gì đó ác, một cái gì đó có tội phạm thì mình phải vô tù một thời gian, xong rồi ra, xong rồi mới đi khỏi ra nước Mỹ. Hay xíu, văn hóa Mỹ có dùng những câu nói giao tiếp như mình học không vậy? Họ có nghĩa là mình dùng từ câu quá lịch sự hoặc quá cầu kỳ không? Annie hỏi câu này cũng hay. Cũng đúng là mình học là cái cách formal hoặc là ngữ pháp đúng với không có đụng chạm ai. Những cái lời mình dùng không có đụng chạm, không có chạm vạ ai. Với không có lười biếng. Thì cái nền mình nó mới vào học tiếng Anh đó, thì mình nên học như vậy trước đi. Rồi sau đó, rồi từ từ mình giỏi thì mình từ từ mình có thể cắt ngắn lại, mình dùng từ gọn hơn, mình dùng từ lóng một tí xíu. Thì sau này nó khác. Mà mới bắt đầu mình học đó thì mình nên học những cái formal đi, cái trịnh trọng tí xíu, để cho mình có một cái nền. Người Mỹ có thân thiện không? Và khi nói chuyện họ có nhìn thẳng vào mặt không? Thì người Mỹ cũng có người tốt người xấu. Mà yes, thân thiện. Đa số họ thân thiện với họ nhìn vô mặt mình. Yes, đúng rồi, mình nói chuyện nhìn vô mặt mình, đừng có nhìn chỗ khác. Thỉnh thoảng mình liếc chỗ khác mình nhìn vô, okay? Chứ đừng có tránh cái cặp mắt của họ. Một là mình, nếu mình tránh cặp mắt của họ thì họ nghĩ mình gian lận. Hai nữa, họ nghĩ mình không có tôn trọng họ để nhìn họ vô cặp mắt. Ba nữa, họ nghĩ mình sợ hãi, mình đang không có tự tin. So yes, you know, just talk, nhìn mặt họ thân thiện làm như nói chuyện với bạn mình vậy đó. Như vậy từ lóng được dùng ở Mỹ nhiều không? Những cái từ lóng mà lịch sự thì ok, mà những cái từ lóng mà xấu hoặc là chữ thề thì không được rồi đó. Yeah, yes. Tại sao bên Mỹ có luật sư bào chữa cho những người có tội vậy? Luật sư bào chữa là luật sư mà miễn phí phải không? Của nhà nước rồi. Yes. Ok. Yeah, tại vì họ không có muốn một cái người phạm bị vất vả phải lo tiền khi mà có tội. Tại họ sợ chính quyền dùng cái tội để làm cho họ bị phá sản. Ví dụ đi, làm như mình đang nghèo, cái chính quyền ăn hiếp mình, cái đưa mình ra tòa, cái mình phá sản liền rồi ấy. Mình đâu có tiền đâu để mướn luật sư. Cho nên cái luật phải bắt nhà nước phải cho cái người đó có luật sư miễn phí. Cho nên họ không có muốn cái người nào chính quyền ép cái người đó bằng cái sự kinh tế. Vì nó làm cho cái người chính quyền nó thật thà hơn nữa. Thật thà hơn, làm như không có dùng cái lợi dụng cái đó. Ví dụ làm như siết là trưởng cảnh sát đi, siết ghét cái người nào đó, cái siết tối ngày, cái hăm dọa, cái chờ cho người đó làm sai, cái bắt người đó ra tòa, cái người đó phải trả cả triệu đô hoặc là mấy ngàn đô để cho luật sư làm hư hại người đó, right? Lý do là vậy. Cái luật bên Mỹ á, nếu các bạn bị bắt cảnh sát á, các bạn biết nên làm gì không? Để cho các bạn biết trong tương lai rủi. Rủi. Đúng rồi, cái đầu tiên là làm ơn, làm phước cảnh sát bắt mình. Đừng có nói cái gì hết. Do not say anything. Do not say anything. Cảnh sát hỏi các bạn cũng đừng có nói nữa. Cảnh sát hỏi tại sao bạn tới đây, bạn tới đây mấy giờ, đừng có nói. Đừng có chối cảnh sát là hồi nãy đâu phải tôi này kia cái nọ. Đừng có nói hồi nãy tôi thấy thằng nào đó. Ok, do not say anything. Tại sao? Tại vì á, họ dùng cái lời nói sau này để họ kết tội các bạn được trong tòa. Sau này cảnh sát nói là tao bắt mày, you are arrested. Những cái lời mình nói, mình từ chối chuyện mình, lúc đó mình đang hoảng hồn lên rầy rẫy, cho nên mình không có chính xác những cái chuyện của mình. Mình có thể nói hồi nãy mình đâu ăn cắp đâu, mình ăn cắp tới tí xíu thôi. Nó cái câu có tí xíu thôi đó là cảnh sát sẽ dùng
trong tòa án. Chỉ cần im xong rồi đó, để cho cái chuyện của mình nó rất là sạch sẽ. Sau đó mình mới nói chuyện với luật sư của mình, rồi luật sư của mình á mới với mình ngồi viết xuống cái câu chuyện như sao cho trong cái khía cạnh của mình. Rồi người luật sư mình sẽ coi là cái chuyện của mình nó có cái sở có cái sự thiếu gì không này kia nọ. Sau này ra tòa đó mới trình bày, chứ đừng có khai cảnh sát. Ok, just be quiet, im lặng. Cảnh sát đem vô phòng điều tra, cứ im lặng. Cần luật sư ngồi kế bên, mình nói rằng tôi cần người luật sư kế bên. Yes, ok, just be quiet. Ok, công dân Mỹ bị bắt cũng im lặng. Yes, im lặng. Yes, bất cứ. Be quiet. Ok, so, yeah, so mình bức xúc cái máy, đừng có nói chuyện với cảnh sát. Never. Mình chỉ cần yêu cầu luật sư. That's it. Chỉ cần yêu cầu luật sư thôi. Ok. Rồi, mày nói không, bóp bóp. Nó trong phim, I'm not too sure. No, no. Right. Họ dùng áp lực tâm lý không? Yes, họ sẽ dùng áp lực tâm lý. Cảnh sát được quyền này nha, khi mà cảnh sát bắt mình á, cảnh sát được quyền nói dốc mình. Okay, các bạn phải biết, cảnh sát được quyền nói xạo với mình. Cảnh sát Mỹ á, sẽ không biết cảnh sát nước khác làm sao. Họ sẽ nói xạo với bạn. Họ sẽ nói là mày không khai là sẽ vô tù suốt đời. À, tao có bắt thằng bạn mày ở cái bên phòng á, nó đang khai tội mày ra nè, cho nên mày nên khai đi. Cảnh sát được quyền nói xạo các bạn 100% luôn. Họ được quyền nói hết. Họ dùng những cái nói xạo đó sẽ dí bạn. Don't say anything. Yes, do not say anything. Họ sẽ có thể nói rằng là mình đang gọi ba má bạn, hoặc là ba má bạn mới khai tội cho mình này kia nọ. Do not say anything. Cần luật sư. That's it. Okay. Alright. Yeah, họ thật sự họ không có đánh mình hay gì hết đó. But họ dùng gì đó. Alright. Let me see. Có bao giờ xảy ra trường hợp người có tội mà mướn được luật sư giỏi có thể trấn án bên Mỹ không? Trấn án là gì ạ? Là không có tội đó hả? Right. Trấn án mà không có tội. Ok, có. Yeah. Họ làm cái thống kê, người nào có tiền nhiều là người đó thoát tội nhiều hả? Sự thật xã hội là như vậy. I mean, tuy rằng nhà nước Mỹ, chính quyền họ cấp cho mình một cái luật sư miễn phí, cái người đó làm, nói chung là tiền nào của nấy. Có thể họ làm không có kỹ bằng cái người mình mướn 100.000 đô, ví dụ. Yeah, yes, có chứ, of course. Những cái tội làm như họ kỳ thị nó, làm như da đen bị nhiều tội hơn da trắng. Nam bị nhiều tội hơn nữ, trẻ bị tội ghép nhiều hơn là già, vậy đó. Nó có cái sự sự kỳ thị trong đó, ít hay nhiều mình không biết. Bệnh nó có thống kê, nói chung là như vậy. Nha, cũng có. Với lại có nhiều thành phố, ví dụ họ nghèo quá, những thành phố không có tiền, thì những cái người mà luật sư miễn phí của nhà nước đó làm không có hết mình. Không phải không có hết mình là tại họ họ có nhiều người để họ giúp quá đi, họ làm không có sể, thì họ hay đốc mình là khai tội đi, rồi họ hạ cái số ngày trong tù, chứ họ không có muốn bỏ thời gian để họ binh mình làm như một năm hoặc là nửa năm, tại vì họ có nhiều cái người quá họ làm không sể. Và có nhiều thành phố họ như vậy nữa. Người nhập cư bất hợp pháp đã được tự do chưa? No, chưa. Và chính trị Mỹ chưa giải quyết mấy cái người đó. Cứ nhiều tiền thì tội nào cũng thoát. No. Nếu nhiều tiền mà làm như mình có nhiều bằng chứng quá thì không có số tiền nào mà thoát hết á. Yeah, yeah. Nếu mà làm như ít có bằng chứng mà nhiều tiền thì mình có thể thoát được. Yes. Nộp tiền bảo lãnh chỉ tạm thời, không phải tạm giam. Tại quá đúng rồi đó. Yes. Nếu long time no see dùng mở câu bức thư có được không? Không được.
cái long term new see để cho giao tiếp thôi. Cái lá thư đó, lá thư đó không được. Nhờ nó không có trịnh trọng, cái long term new see nó giao tiếp nè. Làm gì có câu này sai cấu trúc. Lúc đó giận thầy lắm luôn, biết vậy nói là câu này có sử dụng, thầy Kenny trên YouTube có dùng câu này. Ok, long term no see á để cho giao tiếp nói chuyện, ok. Chứ trịnh trọng á thì mình không có mở lời cái bài bài cái thư của mình là long term no see. Nếu mình viết cho bạn mình thì ok. Còn mình viết cho cái gì đó thì đừng có, ok. Các bạn hiểu lầm. Thirty với lại thirsty phát âm như sao? Như thirty, thirsty, ok. Có cái chữ s trong đó. Ok, so 30 là 30, 30 kia là thirsty. Loan hỏi tại sao khi mình hỏi người Mỹ về tuổi, nghề nghiệp, kết hôn hay chưa, họ không thích vậy. Tại vì mình đánh giá họ, nhất là phụ nữ. Mình hỏi về tuổi phụ nữ, mình ra vẻ đánh giá họ, làm như bạn này mấy tuổi mà sao nhìn như vậy. Đấy, làm như họ nói họ 40 tuổi, cái bạn nói là trời ơi, nhìn già dữ vậy. Hoặc là ô sao trẻ quá vậy, làm như mình đánh giá họ vậy đó, họ không có thích. Nghề nghiệp nữa có thể đánh giá họ. Đấy. Cái sự đánh giá vậy thôi, nếu mình chưa biết cái người đó. Như vậy chị của em còn lâu mới được giấy. Ở Mỹ đại đi, một mai mốt họ sẽ giải quyết cái chuyện đó từ từ. Mai mốt thế nào cũng vậy thôi, tại nước Mỹ bị cái chuyện đó rất là nặng rồi, bây giờ họ phải cho, trước sau họ phải cho. Nước Mỹ tha tội 2 lần cho những cái người mà di cư mà không có hợp lệ rồi. Năm 1980 mấy, y năm 1990 mấy, 2 lần rồi. Nếu ai đang trốn bên Mỹ không có hợp lệ, cứ cứ lì ở Mỹ đi. Vài năm nữa họ sẽ cho. Ok. Rồi. Người Mỹ chủ nghĩa có nhân cao, vậy họ làm việc có tranh luận gay gắt. Ý là nói thẳng, chửi thẳng. Yes. Tùy theo đó, mình người Mỹ cũng có mấy cái người lỗ mãng này kia nọ, họ chửi này kia nọ. Người mà học cao, kiến thức cao thì họ cũng có cạnh tranh với nhau, mà họ nói đàng hoàng, họ dùng từ vựng hơi sốc một tí xíu mà nghe nhẹ hơn vậy đó. Như tiếng Việt mình vậy, thấy như Việt Nam mình thấy. Everyday khác với everyday như thế nào? Everyday cái này đó là tính từ. Okay. Everyday cái này đó là danh từ. I go to school every day. Không phải danh từ, nó là object. No. Ok, là tách ra. My everyday chore is to cái gì đó. Ok, dính lại. Barely even là thậm chí vừa mới phải không? Barely even hả? Cái này dùng trong câu. Làm như mà vừa mới, vừa được gì đó, đủ được gì đó, đủ được, vừa đủ.